Vâng, và xin chào các bạn quay trở lại với Hóc Star. Ngày hôm nay thì Virus đã có mặt quay trở lại đây. Ăn hạ ăn nhiều lần. Chúng ta sẽ có mặt có một buổi nói chuyện thì nói là rất là tuyệt vời, rất là vui, và đặc biệt đối với bản thân mình thì có một chút gì đó kỷ niệm trở về khi mình đang được ngồi cạnh một trong những người mình rất là mến mộ trước đây. Lâu lắm mới thấy chị quay lại. Mình đang ngồi cạnh một ca sĩ rất là xinh đẹp, Phạm Quỳnh Anh. Xin chào mọi người. Và mình không nghĩ rằng là một cái bạn mà đang được rất là nhiều bạn trẻ mến mộ thì bây giờ lại cũng mến mộ mình ngày xưa. Hồi xưa mê kỳ, kỳ mê. Thế hả? Như mọi người cũng đã biết, bản thân em cũng đang theo dõi, thì chị có một cái sản phẩm ra thời gian gần đây. Đó là MV Tất Cả Sẽ Thay Em. Và chị có cảm nghĩ gì sau vài ngày và đạt được những thành tựu như vậy? Vui hơn sự mong đợi. Bởi vì là thực sự thì đã quá lâu rồi của anh không có ra mắt một sản phẩm nào hết. Và đây lại là một cái sản phẩm mà của anh tự làm từ A đến Z nữa. Wow. Cho nên là mình không biết là bây giờ mình phải như thế nào thì mọi người mới đón nhận. Có những người thì họ sẽ trông đợi là một cái gì đó mới hơn, mới mẻ hơn và đột phá, ví dụ như vậy. Nhưng mà bản thân của anh thì muốn là đã lâu quay trở lại thì chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái cách rằng là chúng ta sẽ ôn lại một chút những cái gì đó vừa lạ vừa quen. Cho nên là của anh chọn là một cái sáng tác của Hamlet Trương với một câu chuyện tình khá buồn và một cái bối cảnh là Đà Lạt rất là thơ mộng, cùng với một chàng người yêu cũ ngày xưa là Cao Lâm Viên, và cũng rất là vui bởi vì thực sự là có thể nói là trước đây trong sự nghiệp ca hát thì đã quá lâu rồi và chưa bao giờ mình có khái niệm rằng là cái sản phẩm của mình nó sẽ đạt được đến hôm nay là 3 triệu view trong vòng 3 tuần. Đúng rồi. Nó chưa phải một cái con số thì nó kinh khủng khiếp so với thời điểm bây giờ, nhưng đối với Quỳnh Anh đó là một cái sự động viên khá là lớn, và đồng thời thì những sản phẩm cũ của mình cũng được mọi người nghe trở lại. Dạ. Giống như là bài hát Người Đi Ngược Lối thì tự dưng lại vèo một phát lại 2 triệu mấy view, mặc dù là sản phẩm rất là lâu rồi. Dạ. Thì Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã có cái tình cảm dành cho sản phẩm lần này của Quỳnh Anh, và chắc chắn là sẽ tiếp tục những cái bài hát tiếp theo và không phụ cái tình cảm của mọi người. Vâng, rất tuyệt vời. Với ông Star thì câu hỏi nó cũng rất là đặc biệt một chút, cho nên là em sẽ hỏi chứ không theo trình tự gì. Có khó lắm không? Không em rất là dễ tính. Chị tưởng là hóng hết showbiz thì hay làm khó nghệ sĩ. không có. Em hỏi vui một cái đó là chị có phải là người mà sẽ đề ra cho mình một cái mốc nào đó trước khi ra sản phẩm không? Tức là trước khi chị ra MV là chị đã hình dung là ít nhất nó phải đạt được bằng nào? Tức là về con số hả? Vâng, có thể là con số, có thể là một cái gì đó, hoặc là như thế nào nhỉ? Nghệ sĩ thì ai cũng muốn là sản phẩm của mình được nhiều sự đón nhận hết. Nhưng mà với lần này thực sự của anh không có một chút áp lực gì, cũng không có một cái mục tiêu rõ ràng là phải bao nhiêu triệu view cả. Mình cứ làm thôi. Mình cứ nghĩ rằng là với tất cả những tình cảm của mình, với tất cả sự tâm huyết của mình và ít nhất là sự chân thành của mình thì ok, mọi người sẽ đón nhận như thế nào thì mình tiếp thu như thế đó. Cho dù là mình không chắc chắn được là cái sản phẩm của mình có thực sự được yêu thích hay không, cũng không biết được, thì mình cứ phải làm đó. Và cũng may là với con số như ngày hôm nay thì anh cảm thấy là cũng không đến nỗi nào. Em không biết là diễn tả của chị là đang vui hay là cũng được. Cũng được đúng không ạ? Đây là một sự trở lại mà mọi người đều bất ngờ. Cho em hỏi thêm, đây là chỉ bản thân em suy nghĩ thôi, bởi vì em là người ngoài không hề biết, giống như những người bạn trẻ đó nhận bất ngờ lên YouTube và thấy sản phẩm của chị. Thì em hỏi thật, có lẽ câu hỏi là nhiều người đặt rồi, em vẫn muốn đặt lại, đó là tại sao chị lại quyết định quay lại? Tại sao hả? Vâng, có một lý do đặc biệt nào đó. Không có lý do gì ngoài cái tình yêu của mình dành cho âm nhạc, và mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ không sống thiếu nhạc được. Mình cũng đã thử tự hỏi bản thân mình rất là nhiều lần rồi. Rằng là cái máu ở trong mình nó cứ chảy, nó cứ lâu lâu nó lại trỗi dậy một tí. Mình cũng suy nghĩ đắn đo, và mình cũng cho mình rất nhiều câu hỏi, cũng cho mình rất nhiều câu trả lời, và cũng lại quay quẩn với cái câu hỏi đấy hoài là tại sao mình lại có thể sống thiếu nhạc được. Cho nên là khi bây giờ ở một cái thời điểm mà quay nghĩ rằng là chưa phải là hoàn toàn rảnh rang trong cái việc thời gian, nhưng của anh nghĩ tôi có thể sắp xếp được để mình một lần nữa ít nhất là được sống với chính những cái niềm yêu thích của mình. Vâng, vậy là chị quyết định là quay trở lại âm nhạc, bởi vào một ngày đẹp trời chị nghĩ rằng là không thể thiếu được, chị quay trở lại thôi. Đơn giản là nó đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Giống như là thực sự là
bất kỳ một ai có một cái niềm đam mê gì mà phải giấu đi ấy, thì Quế nghĩ thực sự đấy là họ đang không trung thực với cái niềm đam mê của họ. Dạ. Ok. Giống như bây giờ là cái niềm đam mê của Virus là cái gì? Vâng. Đúng không? Nếu một ngày nào đó bắt em phải làm một cái việc không liên quan thì một buổi sáng thức dậy liệu em có hạnh phúc hay không? Đấy là một câu hỏi mà Quế nghĩ rằng là với từ cái trải nghiệm của bản thân mình ra và với cái sự quyết định của mình lần này thì Quế chắc chắn là một điều là phải trung thực với cái niềm yêu thích của mình, cái niềm đam mê của mình. À, em có cảm giác đối với những nghệ sĩ mà sau khi mà quay trở lại từ tức là sau khi một thời gian bẵng đi không làm âm nhạc, sau đó quyết định quay trở lại thì cái cách mà người ta làm âm nhạc nó đã không giống như hồi trước nữa. Hồi trước hồi chị trẻ thì có thể có động lực, có sức cầu tiến. Ôi, tự dưng nghe cái câu hồi chị trẻ tự nhiên cảm thấy nó bị đau tim. Em sai, vai rất sai rồi. Bây giờ chị vẫn trẻ và vẫn xinh đẹp. Nhưng mà thời gian trước đây khi mà đang giai đoạn là đỉnh cao mà mới bước vào âm nhạc thì người ta có động lực hơn rất nhiều, có lửa, có sức cầu tiến. Thì khi chị cho em trở lại như thế này thì em có cảm giác, chỉ là cảm giác của riêng em thôi, không biết là nó có đúng, có sai, có thể là nó sai, nhưng mà chị còn cái lửa đó và còn sự cầu tiến không? Chị có muốn mình trở thành một ca sĩ số 1 hay là một cái gì đó? Wow, no. Nói chung cái về cái câu hỏi này thì Quế muốn cắt nghĩa một tí xíu là thực sự Quế không có tuyên bố mình trở lại gì hết. À. Bởi vì Quế nghĩ rằng là đối với những khán giả họ đã yêu mến của anh rồi á, dạ, thì lâu nay họ vẫn ở đó. Và Quế anh cũng chưa hề rời đi đâu cả. Chỉ là có những thời điểm trong cuộc sống chúng ta phải tập trung vô những cái điều khác. Thì chúng ta dẹp bớt đi những cái dành cho nhau. Cho nên bây giờ Quế anh nghĩ rằng là một cái thời điểm tốt để Quế anh có thể tiếp tục viết tiếp những cái mình ước mơ mà mình đã từ lâu mình mong muốn và tiếp tục chia sẻ với khán giả của mình và tiếp tục trả nợ cái món quà âm nhạc mà mọi người đã chờ đợi quá lâu rồi. Và không có phải mình tuyên bố là mình trở lại hay là mình phải làm một cái gì đấy nó kinh khủng khiếp. Quế anh không muốn tuyên bố điều gì cả. Dạ. Bởi thực sự là cái cách của anh đến với khán giả từ trước đến giờ luôn luôn là chân thành và rất là lặng lẽ và rất là như thế nào nhỉ, mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Thì cũng chắc là please là đừng cho Quế anh một cái gì đấy nó áp lực quá. Rằng là chị đã trở lại thì chị có làm cái gì kinh khủng hay không, ví dụ như thế. Quế anh sẽ không nhắc đến chuyện đấy nhiều. À ok, vậy là chị quay trở lại với niềm đam mê âm nhạc của bản thân chị và đáp lại tình cảm của khán giả của mình. Giống như kiểu như trong như nào nhỉ, đúng là mình cũng quay lại thật sự nhưng mà với có nhiều cái định nghĩa ở trong cái môi trường này rằng là có một số nghệ sĩ họ đã rời đi lâu rồi và họ gọi là comeback, đúng không? Thì họ sẽ có những cái đột phá. Nhưng Quế anh tự cho mình là một cái người nó khá là riêng biệt. Nó khá là lặng lẽ hơn. Chà. Sẽ không tuyên bố gì cả, cứ làm việc thôi. Vâng. Cả một chuỗi sự nghiệp dài hơi như vậy thì em muốn hỏi chị một câu hỏi, nữa là chị tâm đắc nhất là ca khúc này. Nhất. Dạ. Rất là khó chọn. Vì thực sự là trong cái sự nghiệp của Quỳnh Anh á, thì khá là may mắn khi tất cả những cái bài hát mà Quỳnh Anh ra mắt đều được mọi người rất là đón nhận. Dạ. Từ những cái bài đầu tiên ví dụ như Càng Xa Càng Nhớ, Không Đau Vì Quá Đau, rồi đến Bụi Bay Vào Mắt, Người Dưng Ngược Lối, Tình Yêu Cao Thượng, tất cả những bài đó khi Quế anh nhắc ra thì các bạn vẫn còn thuộc như in. Giống như là một cái điều gì đó ở trong con người các bạn đã ở đó ở một cái góc như thế và chỉ cần đến lúc là cần là lôi ra thôi và các bạn ấy vẫn hoàn toàn rất là thuộc. Giống như là người ta gọi là một bài hát mà của tuổi thơ hả? Chị chọn một thì cái gu của chị thích đi. Bạn nào cũng thích. Nhưng mà gọi là gì nhỉ? Sau này đi. Sau này thì Quế anh nghĩ rằng là so với cái trải nghiệm bây giờ và so với cái mood tình cảm bây giờ thì sau này Quế anh thích một cái bài hát mà cũng được rất là nhiều mọi người yêu thích. Dạ. Buổi Chiều Hôm Ấy. Nó khá là gần gũi với cái gọi là trạng thái tình cảm của một cái người trải nghiệm trưởng thành hơn. Và những bài trước đây đương nhiên là mọi người rất là thích, Bụi Bay Vào Mắt mọi người rất là thích, tất cả những bài hit trước đây, nhưng mà thực sự là nếu cho Quế anh chọn thì Quế anh cái cảm giác bây giờ. Ok, em có đọc báo và có biết một thông tin là sau khi chị có tạm thời không làm quá nhiều về âm nhạc thì chị chuyển sang làm sản xuất. Thì thứ hai đó là em hỏi thật là khi mà chị làm sản xuất, công việc sản xuất như vậy mà chị nhìn những người khác tỏa sáng chị có bị chạnh lòng không? Mình cũng làm được như vậy mà. Ở thời điểm đó, Quế anh chỉ biết tập trung vào công việc, nên là cái vai trò của mình là sản xuất này, làm producer, tổ chức những cái chương trình ca nhạc dành cho sinh viên. Đúng. Thì đúng, mình không chối.
là có những lúc mình cũng cảm thấy rất là bị gọi là gì nhỉ, tủi thân một tí. Tủi thân. Tức là không quá yếu đuối, nhưng thực sự là cái cảm xúc của con người chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể control nó theo kiểu một cách quá lý trí được. Dạ. Mình vẫn hoàn thành việc của mình, nhưng mà khi mà đứng sân khấu chẳng hạn đi thì mình nhìn thấy các bạn và mình nhìn thấy khán giả ở dưới. Mình nhớ nghề chứ, nhớ sân khấu. Dạ. Và cũng nhớ khán giả. Dạ. Và của anh cũng đã từng có một trong một cái show diễn tại tại Nha Trang, của anh nhớ không lầm như thế, thì mình có nói chuyện với cả anh Tùng Leo là anh thấy không? Ngày xưa cái vị trí của em ở trên đó, em cũng được khán giả yêu mến như thế. À. Bây giờ em đứng đây rồi. Nó giống như là một cái gì đấy, nó không phải là hơi tủi thân mà cũng nhớ nghề. Dạ. Đúng hơn là như vậy. Có vẻ là sau nhiều lần như vậy thì quyết định là một lần nữa sẽ đứng lên trên đó. Quang luôn nghĩ rằng là bằng cách này hay cách khác, Quang sẽ làm một cái điều gì đấy với âm nhạc dành cho những người khán giả của mình. Họ vẫn cứ ngày nào cũng hỏi thăm và cũng trông đợi. Thì đó, ngày hôm nay là câu trả lời rồi. Cho em hỏi thêm một chút là đây là lần đầu tiên được gặp chị Quỳnh Anh ở ngoài và nói chuyện nữa, thì em rất là tò mò chị Quỳnh Anh bây giờ và chị Quỳnh Anh ở thời điểm làm âm nhạc trước kia, thì theo chị có điều gì đã thay đổi chị nhiều nhất? À, về độ tuổi thay đổi nhiều rồi nè. Nói như vậy để cho nãy Virus nói là khi chị còn trẻ và bây giờ chị đã khác nhiều rồi, đó là có một sự khác biệt về năm tháng. Dạ. Chứ thực ra không phải đâu. Dạ. Quỳnh Anh lúc nào cũng cảm thấy mình là vẫn như là ngày xưa vậy đó. Bởi thực sự là người ta gọi là tuổi chỉ là con số thôi, đúng không? Quan trọng là cái tinh thần của mình có khi bây giờ có khi còn trẻ hơn ngày xưa nữa thì sao? Wow. Tại vì mình sống mình phải có một cái sự tích cực ở trong đây. Dạ. Mặc dù trước đây của anh không phải là cái người tích cực. À. Trước đây có khi là còn hơi lúc nào cũng hơn một chút là tủi thân, hơn một chút lại hơi chạnh lòng, hơn một chút là nhõng nhẽo. Nhưng bây giờ á, của anh nghĩ rằng cái sự khác biệt nhiều nằm ở chỗ là mình cái vốn sống của mình và cái sự trải nghiệm của mình đúc kết được sau tất cả những cái gì mình đã trải qua. Và tự dưng những cái điều đó nó khiến cho mình cảm thấy được rằng là mình phải có, sau những điều mình rút ra được thì mình sẽ cảm thấy được rằng là ô, mình phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của mình. À. Và thực sự là khi càng trải nghiệm thì mình lại cảm thấy rằng là cái chuyện mà tiêu cực hay là cứ bị đắm chìm vào cái nỗi buồn quá nhiều nó sẽ làm cho mình già đi đó. Nó sẽ làm cho mình không có những cái quyết định sáng suốt hơn và không làm cho cuộc đời mình vui hơn. Cho nên như vậy là càng gọi là trải nghiệm hơn thì sẽ càng trẻ ra. Càng trẻ ra đúng không? Một câu trả lời mà phải nói là hơi khác với đầu bài, nhưng mà càng trải nghiệm hơn. Em thấy con người ta trầm đi, người ta sâu lắng hơn. Đương nhiên của anh vẫn sẽ trầm ở những cái điều cần thiết. Dạ. Nhưng mà ít nhất là cái thái độ của anh muốn là nhấn mạnh về cái thái độ sống. Dạ. Dành cho những cái góc nhìn của mình trong đời sống bây giờ thì mình sẽ không như ngày xưa, không trẻ con như ngày xưa nữa. Và mình sẽ có những cái cách nhìn nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Hãy đơn sống đơn giản. Thực sự bây giờ của anh thực sự là muốn, luôn luôn mình muốn gửi gắm cái thông điệp này đến tất cả các bạn trẻ bây giờ. Thực sự mình chỉ cần lướt Facebook một ngày thôi mình đã đủ thấy rằng là các bạn thì quá là bi kịch cuộc đời. Mọi thứ nó hơi bị drama hóa. Đúng rồi, tức là kiểu chuyện bé xé to, mọi người hay bị suy nghĩ quá nhiều về vấn đề. Và thường thường thì nhiều khi nó chả có gì cả, nhưng mà các bạn ý tự làm cho các bạn ý buồn lâu. Cho em hỏi thêm một chút. Đây chỉ là một câu hỏi mà có lẽ là với những một cái câu chuyện mà em được gặp nghệ sĩ nói chuyện với những người mà đã từng làm âm nhạc rồi, sau đó một thời gian bẵng đi và họ quay trở lại làm nhạc, đó là tức là chị đã có gặp phải những cái, chị đã từng nghe thấy những điều tiêu cực, tức là người ta sẽ nói rằng là tại sao chị đã quay trở lại chị. Em sẽ nói cái từ này nó hơi nhạy cảm một chút. Ok thoải mái. Vâng, tức là người ta sẽ nói một câu mà nó cứ lặng dạng như là chị hết thời rồi, chị quay trở lại làm chi. Thì chị có đã nghe cái từ đấy bao giờ chưa và chị cảm thấy như thế nào? Có thể là ai đó nói mà mình chưa nghe. À. Có thể họ sẽ nói chứ. À. Và thực sự thì mỗi một cái người họ sẽ có một cái suy nghĩ riêng, họ sẽ có một cái quan điểm và cách nhìn nhận về vấn đề riêng. Dạ. Nhưng thực sự nếu mà của anh sống mà lại phải quan tâm đến những điều đấy quá nhiều ấy, thì trước tiên mình chẳng vui. Mình đang trung thực với niềm đam mê của mình, đang làm công việc mình yêu thích, và thực sự của anh không sống cuộc đời của họ. Dạ. Cho nên những cả những điều đấy có hay không ấy, nó không quan trọng của anh cho lắm. Ok.
Em hiểu. Tức là cái cách nhìn của chị bây giờ rất là tích cực, rất là thì thực sự như vậy mà. Vâng. Thực sự là Quế anh không thể nào sống một đời của virus và virus cũng như thế. Mà không phải em nói cũng đấy đâu chị. Quế anh không muốn nói là virus nói nhưng mà ví dụ như là Quế anh không thể nào mà bảo là ô thôi virus đừng có làm cái điều đó nha. Dạ. Không được. Dạ. Chỉ có chính bạn mới hiểu được là mình có nên làm điều đấy hay không. Dạ. Và mình có cần làm điều đó hay không chứ. Dạ. Không phải là một ai khác. Vậy dạ. Thì chúng ta tự quyết định cuộc đời chúng ta chứ không phải là một ai khác. Rất tuyệt vời, câu hỏi trả lời rất rất tuyệt vời, học được rất nhiều thứ. Cho em hỏi thêm, rất nhiều người thắc mắc là thời gian làm công việc sản xuất và điều hành công ty giải trí WePro đã giúp chị học hỏi được điều gì, và chị có sợ rằng là chị vừa làm việc này vừa làm việc kia thì nó có ảnh hưởng đến nhau không? Tất nhiên một người nghệ sĩ nếu được thì dạ. Hãy để cho họ tập trung vào chuyên môn của họ thì họ sẽ làm tốt nhất. Dạ. Nhưng mà cái bản thân của anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái may mắn của mình, cũng là một cái cách để mình chúng ta cứ học đi học lại một cái bài học để cho nó mỗi một ngày có thể hoàn thiện hơn, tốt hơn. Có những bạn nghệ sĩ khác thì các bạn cũng sẽ không thể có cái góc nhìn của mình, anh là một cái người sản xuất rồi sẽ không hiểu được là ok cái việc này nó sẽ như thế nào. Nhưng mình đã có cái sự may mắn đó khi mình áp dụng công việc của mình á, thì mình lại hiểu hơn chính mình, hiểu hơn những cái người đồng nghiệp xung quanh mình, hiểu hơn từng cái khâu mà họ sẽ vận hành ra sao, thì nó cũng là một cái sự hỗ trợ khá lớn. Đương nhiên là của anh cũng mong rằng là mình sẽ sớm có một cái ekip thật là tốt để mình có thể tập trung vô cái phần chuyên môn của mình và mình hoàn toàn là mình có một những người cộng sự ăn ý. Chắc là sẽ sớm thôi, nhưng mà trong thời điểm này của anh cảm thấy tạm thời thì mọi thứ nó vẫn đang tốt, trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát. Mà là theo như câu trả lời bây giờ chúng ta có một tin mừng, chị đã quyết định là tạm nhẹ nhẹ cái bên sản xuất rồi, tập trung nặng cho đúng hát rồi. Thực sự là không thể nào mà mình có thể làm một lúc hai việc được. Giống như lúc trước của anh, tại sao mà mình không thể nào hát? Bởi vì mình có gia đình, mình có các con, thì mình phải tập trung cho chuyện đó. Còn sau này thì mình khi mình đã có cái thời điểm tốt, mình có thể thu xếp được, thì mình đương nhiên không phải là mình sẽ lơ là con. Nhưng mà mình không thể nào mà vừa con vừa âm nhạc lại vừa sản xuất được hết. Mình phải cắt bớt một việc đi. Cho em hỏi thêm một chút, đó chính là chị cảm thấy cái dùng từ gì, thị trường âm nhạc của Việt Nam trước kia, ở thời điểm chị hoạt động trước kia và bây giờ thì nó khác nhau nhất là điểm gì? Khác nhiều chứ, khác nhiều về thị hiếu nghe nhạc. Thị hiếu nghe tức là do người nghe đúng không chị? Do người nghe, do cả người hát mang đến nữa. Tức là nghệ sĩ các bạn ấy cũng thay đổi cái hương vị âm nhạc cho cái người nghe, cũng update rất là nhiều từ những cái phong cách trên thế giới. Và thực sự thì cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến một bộ phận khán giả. Của anh cho rằng là đấy là một tín hiệu rất là tốt. Nhưng không có nghĩa rằng là cái thị hiếu thay đổi đi thì cái dòng nhạc của những thế hệ về trước sẽ bị lu mờ. Của anh không nghĩ thế. Của anh cho rằng nó sẽ càng ngày càng phong phú hơn. Giống như trong một vườn hoa có rất nhiều những bông hoa khác nhau. Tức là họ hoàn toàn ai thích hoa nào, ai thích bông hoa nào thì họ sẽ có thể chọn tự bông hoa đó. Okay. Còn Quế nghĩ rằng những người như thế hệ trước hoặc là ngay cả như Quỳnh Anh thì thực sự là vẫn có một nhóm những người khán giả họ luôn luôn tìm đến và có thể chia sẻ được với tất cả những người khán giả như vậy. Bởi vì thực sự những cái bài hát mà Quế Anh làm hay là chia sẻ với mọi người nó rất đời sống. Và những cái gì thuộc về sự trải nghiệm, sự chia sẻ trong đời sống không bao giờ chết được. Nếu có một lời khuyên dành cho tất cả những người làm âm nhạc mới bước vào ngành âm nhạc, với ca sĩ trẻ hoặc thậm chí người làm âm nhạc nói chung, thì chị sẽ cho một lời khuyên gì? Em nghĩ là chị rất nhiều kinh nghiệm rồi này. Quỳnh thấy các bạn trẻ bây giờ làm quá tốt rồi. Gần như các bạn đều rất là tâm huyết với tất cả những sản phẩm của mình. Bằng chứng mà tất cả những sản phẩm gần đây của anh xem và anh cảm thấy rất là đã, và thực sự nó không có thua kém gì thế giới cả. Vâng. Các bạn cũng đầu tư rất nhiều tiền, bạc, công sức và cả tâm huyết trong một cái sản phẩm có thể mang đi nước ngoài quay hoặc đầu tư rất là nhiều tiền, ví dụ như vậy. Thì thực sự của anh nghĩ rằng là các bạn bây giờ quá giỏi rồi. Cái lòng yêu nghề, sự đam mê và cái tâm làm nghề các bạn có sẵn. Vậy thì cứ thế mà tiến thôi. Của anh không nghĩ là cần phải góp ý gì thêm. Tuy nhiên, thực sự thì chỉ mong rằng là nếu được thì chúng ta hãy cùng cạnh tranh một cách lành mạnh để đưa nhau cùng tiến bộ để cho khiến cho cái môi trường này, cái vườn hoa này nó càng ngày càng đẹp đẽ hơn.
chứ đừng bao giờ mà có những cái suy nghĩ trong một cái khuôn khổ, một cái môi trường mà nghệ sĩ với nhau, đôi khi Quỳnh cũng có thấy tất cả những cái điều cạnh tranh mà nó không có được lành mạnh cho lắm. Ừ, em hiểu. Dạ. Ừ. Và với Quỳnh thì thực sự là một người nghệ sĩ, Quỳnh không nói thật là nếu mà gọi về chiêu trò thì Quỳnh rất là dở đó. Quỳnh chỉ có sự chân thành dành cho khán giả của mình thôi. Mà đôi khi trong cái nghề này thì lại cần phải có chiêu trò thì mới thu hút. Và đôi khi trong cái nghề này lại đôi khi lại phải là một người nghệ sĩ, họ lại phải biết pha trò thì mới thu hút. Nhưng thực sự thì quay trở lại, nghệ sĩ thế giới cũng đâu có phải ai cũng phải biết pha trò hay biết làm hài thì mới được yêu thương đâu. Bởi vì nghệ sĩ, ca sĩ là ca sĩ mà danh hài là danh hài. Họ cũng đã có những cái rất là riêng như vậy rồi. Ngày hôm nay các bạn có thể rất là đa di năng thêm, nhưng thực sự khi có những cái câu hỏi đến với mình giống như là nếu như mà không có chiêu trò gì hay không biết pha trò cho khán giả thì liệu có tồn tại nổi hay không? Quỳnh không nghĩ là đó là một cái điều gì đó nó phải thành một cái áp lực cho người nghệ sĩ bây giờ. Bởi vì chúng tôi là những người ca sĩ, chúng tôi không phải là cái người, nếu mà muốn pha trò thì đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi đúng không? Họ có những cái chuyên môn của họ. Và đặt những câu hỏi đấy cho nghệ sĩ thì thực sự là cũng hơi khó đấy, làm khó nghệ sĩ đấy, làm khó ca sĩ đấy. Nhưng mà thật ra mà nói thì có một câu hỏi mà mọi người cũng nói về cái chuyện mà chiêu trò trong cái kịch bản này mà em cũng muốn hỏi chị thêm, chị hoàn toàn không trả lời. Vâng, tức là thành thật mà nói thì cái tiếng dữ thì đồn xa, tiếng lành tức là nó đồn không xa bằng rồi. Thì cái chuyện mà không phải chiêu trò mà nói chung là những chuyện mà người ta gây lại cái tên tuổi người ta liên tục để chuyện người ta sản phẩm sẽ được đón nhận hơn. Bởi vì cái cuồng quay của nền giải trí âm nhạc thì Việt Nam hiện tại nó khá là gắt, em bay từng gọi là từ gắt, bởi vì nó rất nhiều gương mặt, rất nhiều cái tên. Chị có sợ rằng là tại vì là có rất nhiều nghệ sĩ chỉ trong tháng này rất là hot rồi, mà tháng sau mặc dù là không bị nhắc đến mà người ta sẽ bị lùm bờ ngay. Thì chị có một cái chiến lược gì đó cho bản thân không? Về cái chuyện mà có mặt trong cái môi trường này thì chúng ta phải theo thôi chẳng hạn. Thì chị có chiến lược gì không? Thế nào nhỉ? Ví dụ như bắt của anh bây giờ phải làm là nó thật là hài hước lên thì thực sự anh không làm được đâu. Bởi vì mình là một cái người thứ nhất là đơn giản, thứ hai là nghiêm túc, cái thứ ba là mình chỉ có cái sự chân thành mà thôi. Ngày hôm nay của anh biết được rằng là về thông tin mà nói rất là nhanh. Với tất cả những cái gì thuộc về scandal, kể cả kinh khủng lắm, chắc nó chỉ kéo dài cùng lắm là 3 ngày. Đúng. Bởi vì thông tin quá nhiều, khán giả bị bội thực bởi thông tin, bởi tất cả những cái mảng trong cuộc sống này, không chỉ là giải trí. Vậy thì bây giờ, có anh không nghĩ rằng là mình phải làm khác mình đi. Mình luôn luôn là chính mình đã, mình làm việc thật chăm chỉ lên. Và mình đến với khán giả luôn luôn bằng cái sự chân thành của mình. Em chỉ không muốn hỏi chị là chị có thể trả lời khó hay không, là chị có chiến lược cho bản thân không? Tức là một suy nghĩ trước, một kế hoạch. Trong bất kỳ ngành nghề nào làm việc đều có chiến lược hết. Chắc chắn, kể cả business, rồi kể cả nghệ sĩ cũng như vậy thôi. Nhưng của anh không nghĩ rằng là của anh sẽ làm một cái điều gì đấy giống như là những cái gì mà khán giả hay thấy, đó là scandal hay là những cái gì thuộc về những chuyện cá nhân hay là những cái gì thuộc về cái cách mà người ta hay làm để câu view. Dạ. Thì chắc là có thể các bạn sẽ không thấy của anh đâu. Dạ. Và anh chỉ biết làm việc chăm chỉ thôi. Vâng. Còn chiến lược có nhưng không nói được bây giờ. Có một câu hỏi vui vui, đó là trong nói là trong cái thị trường âm nhạc nói chung này, với cả cái quãng đường chị đã tham gia, thì hiện tại bây giờ là ai là người thân với chị nhá? Tức là về một người nghệ sĩ nào đó, một người nghệ sĩ là thân với mình nhất hả? Để nói chuyện hay là góp ý? Gần đây là Sơn Tùng đấy. Wow. Bởi vì là hai chị em gần đây có những cái buổi nói chuyện của anh, nghĩ rằng là có lẽ đối với Quỳnh Anh là rất là ý nghĩa. Có thể trước đây khi mà hai chị em ở chung một chỗ làm việc chung thì có khi lại còn ít nói chuyện về những cái điều về cuộc sống, về ngay cả về âm nhạc. Nhưng mà gần đây cậu ấy lại chia sẻ với anh rất là nhiều. Mà giống như là một cái người mà có đôi khi của anh chỉ cần nhắn tin là cậu ơi rảnh không, tâm sự một cái thì có mặt. Thì đấy là một cái điều mà anh cảm thấy thì nếu mà nói về một cái sự chia sẻ nào đó hiện tại nhiều nhất có thể thì có thể là Tùng. Em xem câu hỏi hơi hơi tí.
Bởi vì trong này cũng có luôn, chị hoàn toàn có thể nói là không trả lời. Tức là sau khi đã có chuyện mà không có làm việc nữa với Weibo của Tùng, thì em không nói về bản thân chị, tức là sau khoảng thời gian đó. Nhưng mà thì cái mối quan hệ giữa Tùng và những người làm công việc rồi thì có bị khác đi không? Hay là chỉ là vấn đề công việc là công việc? Quý anh không nghĩ vậy đâu. Bởi vì thật sự là Tùng cũng sau khi mà rời khỏi Weibo, Tùng cũng lên công ty để thăm mọi người mà. Wow. Yeah. Dạ. Thì không giống như những gì mọi người thường hay nghĩ hay suy nghĩ hay phán đoán. Dạ. Thực sự thì quý anh nghĩ rằng là cho dù rằng là có tất cả những cái điều gì, ví dụ có xảy ra chẳng hạn trong quá trình hợp tác, ví dụ như thế, nhưng mà cuối cùng thì cách chúng ta chọn để kết thúc cái việc đó như thế nào thật là văn minh, thì đấy là một cái điều quan trọng trong cách hành xử của mỗi người. Thì thực sự là với giữa Weibo và Tùng thì vẫn bạn Tùng vẫn rất là trân trọng tất cả những điều gì Weibo đã làm, và bản thân Weibo cũng như vậy. Và ngày hôm nay thì dường như là trong cái khoảng thời gian vừa rồi, chị cảm nhận được luôn là có lẽ là hai chị em lại còn có thể là chia sẻ với nhau nhiều hơn trước thân đây. Hơn trước rồi. Tức là bạn ý còn cởi mở hơn trước đây. Có lẽ là bởi vì khi mà từ khi mà bạn ý trải nghiệm, bạn ý cũng có những cái góc nhìn và những cái sự chia sẻ cởi mở hơn. Suy nghĩ khác đi nữa chị em. Rất tuyệt vời. Tùng không phải là người lạnh lùng đâu nha. Thế ạ? Tùng là một người rất tình cảm. Wow, em không biết nè, em cũng bất ngờ, rất tuyệt vời. Có một câu hỏi ngoài lề một chút, tức là như chị đã nói thì chị thích bài nào nhất của Tùng, mà không thích bài nào nhất của Tùng? Bài nào nhất thích nhất hả? Vâng. Tùng rất nhiều bài hit. Thật sự là nếu mà nói cho quan trọng một bài á, tại vì cái dòng nhạc á, thì mình vẫn luôn luôn là mình yêu thích những cái gì nó thuộc về gần với mình nhất. Đương nhiên là Cơn Mưa Ngang Qua hay là Nắng Ấm Xa Dần cũng rất là hay rồi, không thể phủ nhận được, bởi vì bạn ấy quá giỏi. Nhưng mà của anh luôn luôn rất là thích một cái bài hát là bài Anh Sai Rồi. Anh Sai Rồi, một bài anh cũng rất thích. Yeah. Anh Sai Rồi. Bài không thích thì sao ạ? Không thích hả? Không thích. Chị phải chọn đi, chị phải chọn một thích. Bài mà trời ơi. Không phải không thích, mà là còn là trong list thích nhất thì bài này nó sẽ nằm cuối. Tức là bài nằm cuối cùng của cái list thích đúng không? Đúng. Khó quá nhỉ? À, khó lắm. Khó. Thật sự là khó. Chị không bênh Tùng đâu. À. Nhưng mà thật sự là bạn ấy đặc biệt mà. Vâng, rất đặc biệt. Nên bạn ấy rất toàn tạo ra những cái điều đặc biệt thôi. Cho nên là cái điều gì cũng khiến người ta rất là khó quên hết á. Để mà nói về một cái bài mà ít thích nhất hả? Bất chợt thì trong đầu toàn pop up lên tất cả những bài mình thích thôi. Kể cả là cái bài mới nhất Chạy Ngay Đi của anh nghĩ là nó cũng là một cái bài hát khá là khó để tiếp cận với khán giả giống như những bài trước đây. Nhưng thực sự là Tùng rất thông minh. Bởi vì bạn ý luôn biết cách dẫn đầu. Và bạn ý thực sự thì chị nghĩ rằng là bên cạnh Chạy Ngay Đi còn có rất nhiều những bài hát khác mà chắc chắn là nó sẽ hit kinh khủng. Nhưng bạn ấy lại không chọn, bạn ấy thích chọn đường khó thôi. À, rất bất ngờ. Thì thế mới là cái tâm lý của cái người dẫn đầu là như vậy. Em thấy chị còn khen à, kiểu lúc nào cũng khen, em rất là bất ngờ. Tất nhiên chị mà Tùng là người thật. Rất là giỏi. Chị thích nói thật, chị không phải là bởi vì lên sóng để mà phải nói cái điều gì nó bling bling. Tính chị cũng không phải là cái người mà thích thảo mai đâu. Vâng. Chị cũng, nếu mà thực sự cái gì mà nó không phải đúng lắm hay cái gì thì nếu mà thực sự mà nói trong số tất cả những cái bài mà gọi là để mà dễ nghe thì cái bài Chạy Ngay Đi nó không có dễ nghe. Vâng. Nhưng chị đang đánh giá ở một cái mức khác, đó là bạn ý biết cách dẫn dẫn đầu xu hướng. Dạ, dẫn đầu xu hướng. Và chứng tỏ được cái khả năng của mình và không phải chọn cái đường dễ, để của anh biết chắc trong kho còn rất nhiều bài hit. Chọn bài khó luôn. Chơi bài khó luôn. Ghê gớm. Thế chứ. Em sẽ hỏi bằng được một câu, đó là chị khen Tùng rất nhiều, mà cái điểm gì chị không thích nhất của Tùng? Điểm gì không thích nhất của Tùng? Còn đôi khi bạn ý hơi khó hiểu một tí. Hơi okay. Tức là gì, bên cạnh có những lúc thì rất cởi mở, có những lúc thì rất là chia sẻ. Dạ. Có những khi lại rất nguy hiểm. Vâng. Nhưng có những khi rất là khó hiểu. Thế nhưng mà ngôi sao là như vậy. Ngôi sao phải khác biệt.
không phải người bình thường, cậu ấy không phải là người bình thường. Phải chơi chung mới biết được rằng là không bình thường tí nào. Câu chuyện của chúng ta biết rất nhiều thông tin, rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. À, chị có thể bật mí một chút với sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo? Bật mí ở một cái cạnh gì cũng được. Thể loại gì hay là nó sẽ tươi vui hay là buồn bã hay là... Sẽ lạc quan hơn một tí đấy, chứ không có buồn bã như trước đây nữa đâu. Ghê. Của anh không có, sẽ không nói trước được, xin lỗi, điều này của anh không nói trước được. Mà em biết bởi vì nó gần như là một cái nguyên tắc cá nhân rồi. Của anh hễ tất cả mà cái gì mà tiết lộ quá hay là nói quá hay là mình hứng khởi quá mà mình tiết lộ ra thì thường thường mình sẽ không làm được. Vâng, đúng anh ạ. Giống như là trong cái nghề của mình ấy, của anh có những cái lý do rất buồn cười như thế này này. Mà của anh không bao giờ muốn nhắc đến. Vâng. Bởi vì càng nhắc đến nó sẽ càng kinh khủng hơn. Dạ. Ví dụ như là cứ đến ngày đi quay sẽ nổi mụn. Thấy không? Mà hôm nay không dám nhắc nhiều thì nó mới nhỏ như vậy. Dạ. Chứ nếu không nó sẽ mụn tràn lên. Hoặc là tới ngày gần đi hát thì sẽ viêm họng. Okay. Nên là nói vui thôi, để mà nói rằng là thôi thì cứ làm việc, cứ phải trách nhiệm với bản thân mình, phải giữ sức khỏe để mà làm tất cả những điều mình mong muốn. Và điều này của anh cũng muốn nhắn gửi đến khán giả nữa. Nếu mà coi thường sức khỏe hay là một lúc nào đấy mình nghĩ rằng là ố chả sao đâu, thì bỗng dưng tất cả những cái điều mà bạn nghĩ bạn có thể làm được lại không làm được. Thế chị có thể bật mí khoảng thời gian này để cho mọi người đỡ mong chờ đi. Khoảng thời gian thì trong năm nay. À ok, từ bây giờ cuối năm là còn có vài tháng, các bạn biết rồi đấy. Rất tuyệt vời. À, có một câu hỏi cuối cùng đó chính là có một cái chương trình gọi là The Debut. Hiện tại thì có một câu hỏi đó chính là quán quân của The Debut sẽ có cơ hội đầu quân vào WePro. Là điều mà nhiều thí sinh lẫn khán giả theo dõi chương trình đều biết. Tuy nhiên để nổi bật lên top ở showbiz hiện tại thì không đơn giản. Vậy là không biết là công ty đã có quá trình chuẩn bị cho việc đào tạo quán quân sắp tới của The Debut chưa? Cụ thể rèn luyện thêm kỹ năng gì trong bao lâu ra mắt sớm hay muộn? Đó, đấy là toàn bộ câu hỏi. Số lượng like nhiều nhất để em đặt cho chị đây. Thế hả? Thật ra mình không trả lời câu này được không? Chị có thể bật mí, em cũng nghĩ là hơi khó để chị trả lời câu này. Khó. Thì nó kể ra thì nó không có gì hay nữa. Nhưng chị có thể bật mí rằng là để chuẩn bị cho một... Tức là câu hỏi là nói về quán quân của The Debut. Vâng. Và gì nữa? Và... cụ thể là có một cái chiến lược rèn luyện gì cho người này không, đặc biệt thôi. Chắc chắn rồi. Cái này không cần xem chương trình mình cũng biết là như thế. Bởi vì WePro là như vậy. Thậm chí là WePro từ trước đến giờ bao giờ cũng sẽ có một chiến lược rõ ràng cho một cá nhân nào đó. Ví dụ như Sơn Tùng thì bạn đã biết rồi. Và để mà tổ chức một cuộc thi lớn như vậy để tuyển chọn tài năng thì chắc chắn là những cái gì mà bạn quán quân, bạn ấy có thể gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng của bạn ấy. Bởi vì một mình bạn ấy vượt qua biết bao nhiêu những thí sinh sáng giá khác để có thể đến vị trí cao nhất. Thì đấy là điều chắc chắn là WePro sẽ đầu tư đàng hoàng. Vâng. Với cái MV Tất Cả Sẽ Thay Em thì chị có định ra một bản version khác không? Bình thường các nghệ sĩ khác có định như vậy? Có nha. Ngồi bóc mai mới được rồi. Né có nha, nhưng mà quý anh nghĩ là bản phối nó khá là... Tại vì quý anh đã có trong tay bản phối rồi. Đối với của anh thì của anh nghĩ bản phối khá thú vị. Nó làm cho của anh lại thấy một cái màu sắc khác của Tất Cả Sẽ Thay Em. Nó không đơn giản là một cái màu ballad kiểu Mùi Mẫn nữa. Mà cái người phối khí này lại biến hóa thành một cái kiểu nó rất là lạ tai. Nhưng của anh nghĩ là vẫn sẽ giữ được tình cảm của bài hát. Vâng, rất tuyệt vời. Với thông tin này, cái câu rất tuyệt vời là câu cửa miệng của em đúng không? Dạ không có, chị nói cái gì cũng tuyệt vời mà. Không đâu phải. Có đâu. Tất Cả Sẽ Thay Em đó là tên ca khúc MV của chị Quỳnh Anh ra mà chúng ta cũng đã được chiếm ngưỡng, và sắp tới còn có những cái version khác nữa. Em thấy chị đề cập khá nhiều đến một cái album cover lại những cái sản phẩm. Chị có thể bật mí qua cho mọi người biết. À đúng rồi, đây là món quà mà anh nghĩ rằng là để mà nói rằng là đã cũng rất là nhiều những nghệ sĩ họ đã có những cái album như thế này rồi. Quỳnh cũng đắn đo lắm rằng mình có nên làm hay không, bởi vì khán giả cũng biết là họ có chán hay không. Bởi vì thực sự là cũng khán giả bây giờ họ rất là tinh ý và họ rất là cái gu thưởng thức của họ, và họ cũng rất là khó tính hơn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà gọi là
mình cứ sợ rằng là mình cứ lại đi vô một cái con đường mà ai cũng đi á, thì mọi người sẽ cho rằng ồ thì không có gì để làm lại làm như vậy hả. Nhưng thực sự không phải. Quen cũng rất là muốn có một cái sản phẩm để mà được khoác lên một cái chiếc áo mới cho những cái bài hát cũ, không quá mới, vẫn phải giữ những tình cảm của những ca khúc trước đây. Nhưng mà Quen muốn được rằng một lần nữa đấy cũng lại là có một cái album để tổng hợp tất cả những cái mảnh ghép kỷ niệm ngày xưa dành cho khán giả của mình. Thì của anh đang làm việc chăm chỉ để cái album đấy sắp sửa đến ngày ra mắt. Vâng, vậy là nó là một album cover lại những ca khúc trước đây. Mà sẵn đây nói xíu được không? Nói được chứ chị nói càng nhiều xíu chứ chị. Tại vì là cũng có hai anh em là Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc ạ. Dạ. Anh Ưng Hoàng Phúc cũng có một cái dự định là sẽ gặp gỡ khán giả Hà Nội vào ngày 20 tháng 7. 20 tháng 7 tại Hà Nội. Swing. Tại Swing. Tại phòng trà Swing để có một cái đêm nhạc mà Quỳnh nghĩ rằng là thực sự đối với Quỳnh Anh nó sẽ rất là quan trọng, rất là ý nghĩa, vì đã lâu quá rồi mình không có được ngồi hát trước tất cả những người khán giả tại quê mình. Vào cái đợt tháng 3 vừa rồi, cái live show của anh Hoàng Phúc, khi mà của anh và anh Phúc diễn sân khấu á, thì thực sự là quá xúc động, bởi vì ở dưới khán giả không những là đón nhận hai anh em mà còn nghe và khóc. Họ hát theo từ đầu đến cuối và họ thậm chí rớt nước mắt và họ khóc. Thì mình hai anh em cảm thấy rằng là mình muốn được sống trong cái cảm giác đấy hoài, ít nhất là một cái đêm nhạc để có thể gặp gỡ lại những cái người bạn và những cái người khán giả tại Hà Nội là quê của Quỳnh Anh. Và được bản thân mình cũng được hát lại những bài hát cũ và cùng với anh Phúc ôn lại những kỷ niệm cũ. Mong rằng là mọi người sẽ đến thật đông được. 20 tháng 7 tại Hà Nội, tại Swing. Swing Lounge. Rất tuyệt vời. Yeah. Chúng ta mong mắc được rất nhiều. Không nói gì, nó kể lại. Nói quá trời, bị em... Người dưng ngược lối, khai thác quá trời. Nhắc lại một chút là các bạn đừng quên tiếp tục ủng hộ chị Quỳnh Anh với MV Tất Cả Sẽ Là Em và kể cả sản phẩm sắp tới nữa. Yeah. Và hy vọng là chúng ta sẽ được đón nhận những sản phẩm tiếp theo của chị Quỳnh Anh rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tiết mục quan trọng, đó chính là chị Quỳnh Anh sẽ gửi lời chào tới Hồng Hớt Star, những người đang theo dõi. Quỳnh xin cảm ơn khán giả của Hồng Hớt Star nãy giờ đã theo dõi, lắng nghe câu chuyện của Quỳnh Anh và Virus. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh được xuất hiện tại một kênh của Hóng Hớt Showbiz, đúng không? Dạ, một đúng cái rồi. Kênh mà náo giờ với nghệ sĩ thực sự là có đôi khi rất là lo sợ. Gì thế? Không biết rằng là có một ngày mình sẽ xuất hiện theo có bị chém hay có bị chặt chém hay có bị gì không. Ừ. Nhưng thực sự là những cái gì mà các bạn làm á, Quỳnh Anh cho rằng là rất tuyệt vời. Dạ. So với tất cả những cái gì ngày hôm nay thì luôn luôn rất nhiều người cứ phải tò mò là lên Hóng Hớt Showbiz đọc cái gì đây. Thì đó là một cái sự nỗ lực rất là lớn của các bạn. Của anh cảm thấy là hãy cứ phát huy như vậy. Và hy vọng một ngày sắp tới đây nữa, với một sản phẩm mới của Quỳnh Anh sẽ có thể tiếp tục gặp gỡ khán giả của Hóng Hớt Star và chia sẻ với các bạn thật nhiều. Vâng, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Vậy là một lời khen tuyệt vời của chị Quỳnh Anh dành cho Hóng Hớt Showbiz. Yeah. Em có một câu hỏi đặc biệt từ cuối chương trình rằng nào cũng là câu của riêng em. Yeah. Oh. Và trước đây ngay từ lúc em nghe nhạc thì hồi xưa em đã tò mò là em hỏi thật là mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là như này. Em nói trước đây ạ. Và kể cả bây giờ đi ạ. Mẫu người đàn ông lý tưởng đó là một người có thể thực sự hiểu được tâm tư của Quỳnh Anh và cho Quỳnh Anh cảm giác an toàn. Không cần phải đẹp trai. Ok chị. Cũng không cần phải body 6 múi. Ok. No. Ok. Chỉ cần như đó thôi. Dạ. Cho mình cảm giác an toàn, yêu thương mình và hiểu được tâm tư của mình, chia sẻ được với mình. Rồi. Có quá nhiều không? Không nhiều mà nó hơi khó đấy em. Khó. Mà khó mà. Khó tìm một cái người như thế trên đời hả? Nhưng thật sự là biết đâu á. Đấy là câu hỏi mà hồi xưa khiếp em nghe nhạc những bài buồn buồn trong những bài yêu đời là em đều đặt câu hỏi biết là chị Quỳnh Anh mẫu người lý tưởng như nào nhỉ. Thôi chắc là có lẽ thì bạn gái nào cũng sẽ đặt ra một cái mẫu người lý tưởng là phải cao ráo đẹp trai, nhưng đối với Quỳnh Anh ấy thì đấy luôn luôn Quỳnh Anh không bao giờ đặt ra những cái tiêu chuẩn nó rất là cơ bản như vậy cả. Nếu như bên cạnh một cái người bên cạnh mình mà họ vừa hiểu mình này, chia sẻ được với mình, yêu thương mình này, cho mình cảm giác an toàn này và hơi có duyên và hài hước một tí xíu,
mà họ còn đẹp trai thì quá gọi là ông trời ông bao giờ cho tất cả vào một như thế cả. Thôi thì những cái điều kia nó sẽ quan trọng hơn là cái việc là sinh trai mà lại không có nội dung. Nó cũng trả lời tuyệt vời cuối cùng. Và một lần nữa thì cảm ơn bạn rất nhiều đã theo dõi Hóng Hớt Star. Và xin chào các bạn ở số tiếp theo. Bye bye. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.